Chào tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nhá. Hôm nay bên em lại giới thiệu cho các bác cùng tất cả anh em là mấy cái mẫu máy này. Thì hôm nay về máy UI 110, con này thanh lý giá rẻ này. Một con máy Jupiter FI, cục Super Cup, cục máy Exciter và một cục UA 100. Đấy thì anh em nào có nhu cầu muốn mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em nhá. Thì anh em có mua được cục nào bên em đều có mã giá tiền hết nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá. Sau video nào hay thì anh em phải xem được. Ba số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em nhá. Ba số điện thoại là 0364011683 và 0915198883 nhá. Rồi đầu tiên thì con này em thanh lý mức giá nó rất là rẻ rồi. Con này nó hơi bị han một chút thôi. Nhưng mà máy móc thì nó vẫn còn rất là ngon, máy móc đủ êm ngon nhá. Thì anh em mà mua về chạy chợ là ok luôn. Con này là mã 01 đấy các bác nhé. Giá 1.500.000 đồng. Kèm theo đầy đủ cần đạp, quân số, mới chế hoặc khí anh em nhé. Con này nó hơi han một chút thôi, nhưng mà máy móc rồi lỗ rất là ngon đấy các bác nhé. Con này máy móc lỗ rất là ngon luôn đấy. Giá 1.500.000 thôi. Mà giá ngang máy chết rồi. 1.500.000 nhưng mà máy vẫn lỗ vẫn ngon nha anh em nhé. Chưa có hỏng thì con này mới em bỏ ra kiểm tra lại côn nhé. Nó rất là ngon nhé. Con này giá 1.500.000, mã 01 nha các bác nhá. Máy UI 110. Đây, con này nó có tình trạng như là con này ống nó bị xích mất một chút rồi. Thì về anh em có con cũ mình anh em thay sang cái là được thôi. Đấy, con này nó xích mất một chút rồi, nó bị han đấy. Thế còn chất lượng máy thì còn khất rất là ngon các bác nhá. Con này thì em thấy nó cũ quá rồi, như em bỏ ra thì em bỏ ra lắp côn em kiểm tra này. Còn rất là ngon nhá. Rất là ngon. Máy móc vẫn chạy bình thường nhá. Số má vẫn ngon nhá, tấn giữ máy này. Đây. Đây. Cái này anh em phải quay cốt mới ấy được nha. Đấy. Số vẫn còn rất chi là ok nhá. Đấy anh em mua thì bên em có clip lỗ đây, giá có 1.500.000. 1.500.000 các bác nha, mã 01 nhá. Rồi tiếp theo giới thiệu các bác một con thứ hai. Con này là con Jupiter. Con này con đây nói luôn, con này là chạy có tầm đâu đó có 2.000 cây, 2-3.000 cây nhé. Con này Jupiter FI. Đấy, con này giá 3.800.000 các bác nhé. Con này máy cực kỳ ngon luôn. 3.800.000 nhưng em bán 3.500.000. Con này 3.500.000 mã 02 nhé các bác nhé. Anh em mua được thì bảo con Jupiter FI nhé, hoặc là anh em lắp cho Sirius FI được hết nhé. Sirius FI được hết. Đấy, con này là máy 110. Máy 110 các bác nhé. Đấy. Hả? Con này là 115 các bác nhé. 115. Đây là cái bộ họng nạp của nó đây. Con này là FI nhé. Đấy, và anh em thay sang cái là ok rồi. Đấy, FI của nó thì là nó sẽ chạy tiết kiệm xăng hơn. Tiết kiệm xăng các bác nhá. Thì hôm nay về được cái con này thì giá của nó 3.500.000 nhá. Anh em lắp cho Sirius FI này. Jupiter FI. Đấy, nó đầy đủ hết dàn điện cho các bác nhá. Đầy đủ hết cả dàn điện IC con nạp đây. Đầy đủ hết cho các bác nhá. Đấy. Đầy đủ hết. Đầy đủ dây điện IC con nạp, bình xăng lớn nhá. Cái dòng Jupiter này thì bắt buộc nó phải có bình xăng lớn rồi. Nên là anh em lưu ý, anh em mua thì anh em có thể alo trực tiếp cho em. Con này là con 02 nhá, giá 3.500.000 đồng nha các bác nhá. Con này máy zin toàn bộ nhá, em báo zin toàn bộ đấy. Rồi, tiếp theo thanh lý đấy các bác, con Super Cup này. Đấy, con Super Cup này. Con Super Cup này đây, theo chế của khí này, cần đạp quần số này. Super Cup nha các bác nhá. Con này thì thanh lý cho các bác 2.2 triệu bên em thanh lý, bây giờ còn 1.3 triệu một con nhá. 1.3 triệu thanh lý lốt cho các bác. Đấy, con này thì đấy, máy móc với mấy số má còn rất là ngon nhá. Con này thì nó đã chạm hết rồi. Rồi Super Cup về anh em lấy được lốc này này, vách giữa này, hơi đầu bò. Còn không anh em cứ để chạy cũng được. Có 1.3 triệu một cục thôi. Đấy, 1.3 triệu một cục nha anh em nhá. Đấy, anh em lấy được ok được thì anh em có thể alo trực tiếp cho bên em nhé, giá 1.3 triệu thôi. Rồi qua mã, con này là con máy V70 nhá. V70
Rồi, tiếp theo em giới thiệu các bác một con thứ tư ngày hôm nay. Đấy, thứ tư một ngày hôm nay thì con này em bán, con này em cũng để lâu ghê rồi nên là trước có anh khách anh đặt nên là ấy. Đây, con này là con Exciter nha các bác nhé, côn tay 4 số này. Con này côn tay giữ máy Tuấn này. Con này Exciter côn tay 4 số, con này là côn zin này, điện zin vách giữa chơi trẻ này. Đấy, con này quá là ngon luôn. Đây anh em nhìn côn nó còn sáng quắc nhá. Con này là mã 03, giá 5 triệu em bớt các bác 500, còn 4 triệu rưỡi nha các bác nhá. 4 triệu rưỡi. Đây. Tình trạng con này thì nó mất củ đề thôi. Nó mất củ đề thôi. Về anh em là về ấy là thay củ đề khác của giúp em. Đấy, còn điện của nó đây, điện đó mà anh em nhìn ốc ác còn rất là ngon nhá, zin nguyên bản nhá. Đấy, bây giờ tìm được cái con này nó còn rất là khó nhá các bác nhá. Tìm được con này rất là khó anh em ạ. Đấy. Đấy, ốc cổ mô anh em nhìn này. Đấy, ốc cổ mô còn cứng đét luôn. 135 Exciter 135 mà côn tay thì để kiếm được những con như này nó rất là khó nhá. Em để tồn con này lâu lắm rồi nên hôm nay em bỏ ra. Thì con này nó là 4 triệu rưỡi các bác nhá. 4 triệu rưỡi. Đấy, bán thành lý cho các bác. Con này thì nó mất củ đề rồi. Đây, cần khởi động đây, anh em nhìn này. Rất là ok nha các bác nhá. Máy con này cực ngon luôn. Exciter 135 côn tay 4 số. Nó giống máy con Spark nha các bác nha. Exciter Spark nha các bác nha. Rồi tiếp theo em giới thiệu các bác một con cuối cùng ngày hôm nay. Nó là con Way. Con Way A nha các bác nha. Con Way A đời 2014 này. Đấy, máy móc ngon 4 triệu 6 này. Em bán thanh lý còn 4 triệu này. Đấy, máy còn rất là ngon nha các bác nha. Con này đầy đủ hết cả dây điện IC con nào. Con này nước sơn nó hơi chóc một chút nhá. Nước sơn nó hơi chóc một chút thôi. Đấy, còn tất cả con này mã đầu bò đời cao, con này hơi chóc một chút nên là em bán nó rẻ lên một chút nhá. Đấy, còn không anh em về anh em sơn lại quá đẹp luôn. Con này zin nguyên bản hết các bác nhá, zin nguyên bản 100% luôn. Cái ốc lắp cam là còn chưa cả tháo cơ, chưa tháo một cái gì cả, máy móc zin nhá các bác nhá, côn zin điện zin vách giữa gì trẻ, mỗi tội nước sơn hơi sùi một chút thôi, hơi sùi một chút nên em bán rẻ nhá. E82 giá 4 triệu 6 nhá. Em bán này còn 4 triệu thôi. Đấy, anh em ưng được cục này thì anh em có thể mua nhé. Đấy, cốt máy dày này. Cốt máy dày gần như đạt 100% đấy. Đấy. Rất là ngon các bác nhé. Con này thì có clip lỗ nhá. Có clip lỗ cho anh em. Này anh em cứ mua con nào bên em có clip lỗ đấy. Đấy, anh em ưng được cục nào anh em lấy cục đấy nhá. Rồi, em kết thúc video ở đây. Chào tất cả các bác, tất cả anh em. Anh em mua hàng thì anh em có thể điện trực tiếp cho em số điện thoại nhá. Rồi, chào tất cả các bác, tất cả anh em.